tuổi Tỵ sinh các năm 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Người tuổi Tỵ thông minh và có trực giác nhạy bén. Phần lớn họ có ngoại hình hấp dẫn, dễ thu hút những người xung quanh và nhận được sự yêu mến. Vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng nhưng tuổi Tỵ giàu tình cảm, có thể trở nên hấp dẫn và đam mê mãnh liệt. Trong tình yêu, họ có tính sở hữu cao và rất ghen tuông. Đôi khi họ tỏ ra tính toán, đa nghi hoặc khéo léo quá mức. Người tuổi Tỵ yêu đọc sách, chụp ảnh, âm nhạc, thời trang. Họ trang bị cả hình thức lẫn trí tuệ sắc sảo. Người tuổi Tỵ luôn biết chờ đợi cơ hội để đạt được mục tiêu của mình. Hơn nữa, trực giác cũng chính là vũ khí tuyệt vời để họ thành công. So với 2021, năm Nhâm Dần 2022 không có nhiều vượt trội với tuổi Tỵ. Ảnh hưởng của thái tuế tai xui gây ra nhiều ảnh hưởng, khó khăn. Tuy nhiên, họ chỉ tập trung vào những mục tiêu quan trọng và lắng nghe trực giác, mọi việc vẫn sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho bạn. Kể cả khi gặp trục trặc trở ngại, bạn cũng đừng dừng bước hay bỏ cuộc. Mùa xuân là thời gian xung đột có thể xảy ra rất căng thẳng, nên tránh xa những kẻ đố kỵ. Qua mùa hè tới mùa thu, mọi việc sẽ trở nên tốt hơn, giúp bạn thư giãn hơn. Hai vì sao tốt là tai Yin Patron và Di chia sẻ như một sự hóa giải, giúp bạn vượt qua nhiều xui rủi trong cuộc sống. Dù vậy, bạn nên suy nghĩ trước mọi hành động. Nên đeo vòng tay mã não để giảm ảnh hưởng của thái tuế và lấy lại may mắn cho cả gia đình. Phong thủy tuổi Tỵ và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần: tài lộc 3/5 sức khỏe, 2/5 sự nghiệp, 3/5 tình yêu. 2/5 con số may mắn: 1, 2, 3, 4 màu may mắn: xanh, đỏ, tím. Tháng thuận lợi: tháng 10, 11. 12 âm lịch. Tài lộc không dễ dàng để tuổi Tỵ vươn đến vị trí cao nhất trong môi trường làm việc, nhưng chí ít họ cũng có thể tạo ra một số thành tựu ở các lĩnh vực mình có chuyên môn. Tác động của thái tuế có thể gây trở ngại, giảm năng lực làm việc lẫn sự chú ý của tuổi Tỵ. Do đó, họ dễ trở nên mất cảnh giác với mọi sai lầm tiềm ẩn. Bạn nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Tránh thay đổi công việc vì những đề nghị lương cao. Mơ mộng nhiều, hy vọng lớn có thể làm bạn thất vọng. Để cải thiện vận may, bạn nên đeo vòng tay lapis lazuli, mặt đặc trưng tuổi Tỵ. Vận may tài chính của bạn năm nay bình thường, thậm chí thu nhập không ổn bằng năm trước. Người đầu tư kinh doanh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lợi nhuận, thậm chí chấp nhận rủi ro nhất định. Bạn cần hết sức thận trọng trong mọi hoạt động sử dụng vốn, không nên cho ai vay tiền. Với nữ, bạn có thể đeo vòng tay đá Citrine vàng, mặt tuổi Tỵ giúp mang lại phong thủy tốt, tài lộc dồi dào, trong khi nam giới đeo vòng đá Tỵ Hưu. Tình yêu và hôn nhân: tâm trạng không thoải mái với yêu đương, sự lạnh lùng, cô độc khiến tuổi Tỵ khó tìm thấy một nửa bởi mọi người thấy bạn khó gần. Tuổi Tỵ đã kết hôn không tìm thấy nhiều cảm xúc yêu đương lãng mạn, thậm chí bị bạn đời trách giận, gây chiến tranh lạnh, làm không khí gia đình căng thẳng. Bạn nên giao tiếp với người ấy thường xuyên hơn, dành thời gian cho nhau hơn để tránh nguy cơ rạn nứt tan vỡ. Bạn có thể đeo vòng tay Thạch Anh, mặt tuổi Tỵ để thu hút tình duyên tốt đẹp. Giải quyết khủng hoảng hôn nhân, sức khỏe tuổi Tỵ nên tập trung nhiều hơn vào sức khỏe thể chất trong năm nay, do họ gặp phải sao thái tuế, dễ gây ra ốm đau tai nạn. Tâm trạng và cảm xúc kém có thể làm họ nghĩ ngợi nhiều, gây căng thẳng tinh thần. Ngoài ra, khi đi chơi xa, bạn nên tránh những vị trí có độ dốc cao, hiểm trở hoặc đông đúc làm bạn có thể bị thương. Cẩn thận khi dùng các vật sắc nhọn. Bạn nên đeo vòng tay mã não xanh, mặt tuổi Tỵ để giữ sức khỏe tốt hơn. Nếu lái xe thường xuyên, càng nên dùng các đồ phong thủy phù hợp để cải thiện may mắn. Tử vi các tuổi Tỵ năm Nhâm Dần Ất Tỵ 1965, bạn có thể thu được tiền từ nghề chính, mọi nỗ lực đều trở nên đáng giá. Đinh Tỵ 1977, một năm tuổi Tỵ tìm thấy câu trả lời cho chính những vấn đề khiến họ bận tâm.
họ cũng tìm thấy người có cùng tầm nhìn, giúp bản thân hạnh phúc. Kỷ Tỵ 1989, đầu óc phân tích nhạy bén của tuổi Tỵ sẽ được rèn luyện tháng này. Bạn nên lắng nghe những gì mọi người nói và xử lý chúng bằng trực giác, lý trí để đưa ra lựa chọn thích hợp. Tân Tỵ 2001, thay đổi nơi làm việc ảnh hưởng đến thu nhập của bạn. Năm nay, bạn nên tránh tối đa việc bội chi. Quý Tỵ 1953. 2013, năm nay bạn có nhiều ý tưởng về tài chính để tăng thu nhập nhưng nên phân tích kỹ lưỡng ở mọi góc độ, tránh bỏ sót những nguy cơ. Bạn cũng đau đầu vì những khoản nợ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.